đi ném bóng. Làm tốt lắm. Sau khi ném chúng, bạn sẽ kiếm được điểm. Đây là đối thủ của bạn, đánh bại cậu ta và trở thành người đứng đầu. Tăng cấp độ khó, cố lên. Tuyệt quá, giờ bạn có thể khiêu chiến với chú gấu mạnh hơn nữa. Tăng cấp độ khó, cố lên. Tuyệt quá, giờ bạn có thể khiêu chiến với chú gấu mạnh hơn nữa. Tăng cấp độ khó, cố lên. Tuyệt vời, chú gấu đã trở nên mạnh hơn nữa. Đến và đánh bại nó đi. Bye.
Tăng cấp độ khó, cố lên. Làm rất tốt. Tiếp theo, bạn sẽ có thể đánh bài chú gấu mạnh nhất. Tăng cấp độ khó, cố lên. Thank you.